mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với hệ thống xe máy Thanh Dương Phát. Vẫn là Lành đây. Hôm nay mình sẽ lên những mẫu xe không cần trả trước và cũng như chỉ cần thủ tục mua góp là một căn cước công dân là các bạn đã mua được xe rồi ha. Bên cạnh mình đây là mẫu xe Yamaha Seagate nha các bạn. Mẫu Seagate này là Seagate Sunker, Seagate thường nha. Đang có mức giá chỉ từ 20 triệu là các bạn đã có xe bao gồm VAT cho các bạn rồi ha. Bên cạnh mình đây, đây là những mẫu xe là phiên bản gốc của nhà máy hết nha các bạn. Bản này, những con nằm ở đây đều là phiên bản bánh mâm hết nha. Hiện tại trong thời điểm tháng 10 và tháng 11 này, mình bán rất là ok về những mẫu xe Seagate bánh mâm nha các bạn. Bánh mâm hiện tại đang có mức giá chỉ từ 23 triệu thôi là bao gồm VAT cho các bạn rồi ha. Thủ tục mua góp chỉ cần có một giấy tờ căn cước công dân trên 18 tuổi là mình đã mua được xe. Không cần trả trước các bạn, cứ mang cái căn cước công dân tới cửa hàng mình hỗ trợ cho các bạn chốt xe ha. Mẫu này thì không kén người đi, được trang bị động cơ 110 phân khối cũng khá là tiết kiệm xăng nha các bạn. Nhưng mà nó cũng không có tiết kiệm xăng bằng cái dòng FI nha. Mình thì bên mình có đầy đủ phiên bản là căm đùm, căm đĩa và bánh mâm luôn ha. Những bản Seagate ở đây thì đa phần mình đều trang bị phụ kiện trên xe, đồ chơi xe cho các bạn tham khảo luôn rồi ha. Đây, như những con này, con màu xanh này đi, đây là phiên bản trắng xanh nha. Kèm theo cái phiên bản này mình có trang bị cho nó là một cặp mông màu xanh luôn ha các bạn. Kèm theo đó là chống đổ màu xanh. Màu trắng xanh thì mình thấy con xe nó sẽ hoàn thiện, kiểu như là thể thao hơn, kiểu như mạnh mẽ hơn ha. Mình có trang bị thêm một cái gương kiểu luôn nha các bạn, cũng là màu xanh luôn ha. Đi cùng màu với xe luôn nè. Ngoài đó thì mình có lên như là ba ga, ốc titan, như là phuộc nha, đặc biệt là phuộc ha. Bên mình có hỗ trợ lên phuộc nè, đổi bánh cho các bạn luôn ha. Ba ga rồi là sao các bạn, mình có đầy đủ hết. Seagate này thì được trang bị là khóa chìa, bình xăng và cốp xe ở phần bên trong ha các bạn. Mẫu này thì không có kén người cũng như là công nhân đi cũng được, và các bạn mới lớn như là 18 tuổi trở lên á là đi ok rồi ha. Chỉ cần có bằng lái là đi được ha. Bên đây cũng vậy, mình những con này thì mình đều có lên đồ chơi xe hết, như là phuộc nè, từ ốp mặt nạ trước cho tới cản sau luôn nha các bạn. Như con này bên đây, bản này mình bán rất là chạy ha, bản ánh xanh nha các bạn. Ánh xanh thì nhìn nó khá là đẹp mắt, nó cũng sạch sẽ nữa, nên là được khá là người ưa chuộng cũng như là săn đón ha. Bản này mình cũng lên phụ kiện rồi nè. Nếu như mà các bạn cần tham khảo về kỹ hơn về cái mẫu xe này á, thì cứ inbox và Zalo của Lành, mình gửi cho các bạn chi tiết hơn về con xe cũng như là quay video cho các bạn coi ha. Tiếp sau đây đi, mình cũng có phiên bản cầm đĩa nha các bạn. Đây là phiên bản cầm đĩa nha. Bản này thì mình có lên 3D nha. Bản này không phải là màu gốc của nhà máy, bản này mình lên màu. Các bạn chỉ cần phát sinh 2 triệu lên màu thôi là mình đã có con xe ưng ý theo ý thích của các bạn rồi ha. Bản này cũng là lên màu nha các bạn. Mình xin lỗi. Bản này là màu gốc của nhà máy, phiên bản bánh mâm đĩa nha, mình nhầm lẫn xíu. Tiếp sau đây đi, mình có những con như là cầm đùm nè. Phiên bản màu đỏ này là phiên bản cầm đùm, 20 triệu ha. Giá có về, các bạn chỉ cần đưa trước cho mình cái căn cước công dân thôi. Lên hồ sơ, đậu hồ sơ mình lấy xe về ha các bạn. Bản này là phiên bản bánh mâm. Phiên bản này là xám vàng ha các bạn. Nhìn con xe này thì nó khá là dễ thương ha. Có trang bị bao tay nè, thắng các kim bo cho các bạn luôn nè. Kèm theo đó thì mình có cái con này thì có lên một ít thôi. Con bên đây là màu 3D nè. Mình có một con này, hiện tại tại hệ thống mình bay hoặc là TikTok, YouTube rất là ưa chuộng cái mẫu này. Đây là bản đen bóng nha các bạn. Bản này mình khá là nhiều bạn hỏi mình luôn, bán cực kỳ là chạy cái bản đen bóng mình luôn nha các bạn. Đen bóng này là phiên bản cầm đùm, nó là phiên bản cầm đùm nha, 20 triệu. Cái con này thì mình chưa có lên phụ kiện gì hết, là bản này là mới nhập về, do là bán khá là chạy mình không thể nào mà nhập hết lên phụ kiện được hết cho các bạn ha. Nếu như mà các bạn thích những mẫu xe này cứ liên hệ cho Lành, Lành tặng cho các bạn một voucher mua phụ kiện nè, kèm theo đó là một combo quà tặng 1.500.000 cũng như là xăng xe đi lại. Các bạn có người thân dẫn tới cửa hàng mình hỗ trợ thêm hoa hồng cho các bạn nữa nha. Thủ tục mua góp thì các bạn chỉ cần có căn cước công dân, không cần trả trước. Bên mình có hỗ trợ góp 0% lãi suất qua thẻ tín dụng nha các bạn. Như con bên này mình thấy cũng khá là dễ thương nha các bạn. Bản này là bản xám xi măng. Trong thời điểm năm 2023 này mình thấy màu xám xi măng khá là được ưa chuộng luôn nha. Từ Vision nè, SH, Exciter, tất tần tật những mẫu xe đều mẫu nào mình cũng có lên màu xám xi măng hết. Đây, con này thì mình có được trang bị tem nè các bạn. Tem này là tem đen vàng ha. Nhìn con xe nó khá là bắt mắt luôn nha các bạn. Và tem theo đó cái tên xe sẽ được trang bị là màu đỏ nha.
kiểu như màu hồng hồng xíu á, nhìn khá là dễ thương ha. Và các bạn cần tư vấn cứ nhắc vào Zalo của Lành bên dưới màn hình 0373 976 249 hoặc là 0855 22 045 là số điện thoại cá nhân trực tiếp của Lành, cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Mình tặng cho các bạn những ưu đãi hiện tại đang có tại cửa hàng cho các bạn, cũng như là có liên hệ trước với Lành nha. À, cửa hàng của mình thì ở số 359 Phú Nghị, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Mình sát bên chợ Nhật Huy cũng như là gần ngã tư Sở Sao, gần khu cổng xanh luôn nha các bạn. Ở đâu Bình Dương cứ liên hệ Zalo Lành, Lành gửi vị trí cho các bạn nha.